Ở trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu phần 2.2 là các hoạt động văn hóa mưu sinh, về phần đang tìm hiểu phần trồng trọt và tri thức bản địa liên quan đến gieo trồng chăn nuôi và tri thức bản địa liên quan đến chăn nuôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần chăn nuôi và tri thức bản địa liên quan đến chăn nuôi, phần khai thác nguồn lợi tự nhiên và các nghi lễ liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Đã đi vào nội dung của ngày hôm nay, chúng ta đến thu hoạch và bảo quản. Theo cụ là đây, phần 2.2.1.2 là ruộng nước. Theo như khảo sát thì tìm hiểu nghiên cứu tài liệu, trong số các nhóm giao ở Tuyên Quang khoảng 100 năm trở lại đây thì người giao còn trắng đi đầu trong việc định canh định cư chuyển sang trồng lúa nước. Và 793 về thời vụ, với quan niệm là trồng cây lương thực phụ thuộc hoàn toàn vào việc thiên nhiên nên xưa kia cuộc sống của người giao quần trắng rất bấp bênh. Nếu thời tiết thần linh ủng hộ, mưa thuận gió hòa thì có đủ lượng lương thực để ăn, còn không sẽ chịu mất mùa đói kém. Người giao quần trắng chủ yếu trồng lúa ở một vụ nào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch hàng năm. Chính vì thế lịch canh tác của người giao quần trắng trước đây là bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch và tiến hành thu mua lương thực từ tháng 8 đến thu hoạch lương thực từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Trong hình thức canh tác lúa nước này, kỹ thuật canh tác của người giao quần trắng chịu ảnh hưởng sâu sắc và rõ nét của người Tây. Quá trình thiên di của người giao quần trắng, phần lớn luôn hướng đến những nơi có đồi núi cao, khó khăn hiểm trở, nên việc canh tác sản xuất cũng bị ảnh hưởng lớn vì lượng đất đai dần đã bạc màu và cằn cỗi, chó ăn đá và ăn sỏi. Nhưng người giao cũng là một cộng đồng có sức vươn lên rất mạnh mẽ. Họ đưa vào thiên nhiên, họ dựa vào thiên nhiên và biết khai thác triệt để nguồn lực tiềm năng vốn có của thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Đó là hình thức canh tác nương rẫy xưa kia của đồng bào giao quần trắng. Từ khi các phong trào cách mạng dân chủ nổ ra mạnh mẽ nhất là sau cách mạng tháng 8, người giao quần trắng được sự soi đường của Đảng và nhà nước đã dần chuyển sang canh tác ruộng nước. So với canh tác nương rẫy thì canh tác ruộng nước ổn định hơn, do đồng bào đã biết chủ động trong các khâu kỹ thuật canh tác, không còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nữa. Lịch nông nghiệp cũng vì thế mà tính kế hoạch hơn ở canh tác nương rẫy. Trải qua quá trình làm nương rẫy thì qua bao thế hệ, những kinh nghiệm, thói quen được đúc rút từ đời này qua đời khác trở thành truyền thống. Người giao quần trắng đúc rút từ truyền thống và sự ảnh hưởng của các dân tộc xung quanh khác như dân tộc Tày, dân tộc Sán Chay, Cao Lan ở Tuyên Quang đã được lịch sử tính sinh hoạt sản xuất ruộng nước như sau.
Trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về phần chương 3 biến đổi văn hóa mưu sinh và một số đề xuất bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa mưu sinh của người Dao quần trắng ở xã Hồng Đức. Thì chúng ta đang tìm về phần 6.1 3.1 là biến đổi các nguồn lực mưu sinh trong xã hội hiện nay. Thì chúng ta đang tìm hiểu về phần 3.1.1 biến đổi nguồn lực tự nhiên, phần 3.1.2 là biến đổi nguồn lực xã hội, biến đổi nguồn lực tự nhiên của con người lao động và biến đổi nguồn lực vật chất. Thì trong video, trong nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu xong phần 3.2 là phần biến đổi trong các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Thì chúng ta đi vào nội dung. Nội dung ngày mai thì bắt đầu là một số phụ nữ người Dao quần trắng sống ở nông thôn, sống trong thôn Văn Nha và xã Hồng Đức cho biết trước kia đi chợ bán thóc bán gà toàn phải nhờ người khác tính hộ, không biết chữ, bây giờ làm gì cũng khó nên phải đi học chữ thôi. Từ khi nhận thức của người dân được thay đổi, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, nhờ tiếp cận các phương pháp khoa học kỹ thuật và sản xuất, khi người Dao quần trắng đã biết áp dụng triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp trong chăn nuôi trồng trọt, điển hình như mô hình chăn nuôi vườn ao chuồng với hình thức trồng xen canh, phụ giống cây trồng, các giống cây mới, lai tạo các giống vật nuôi mới này. Đặc biệt các hộ gia đình đã thực hiện chính sách vay hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn để sản xuất, từ đó kinh tế của người dân được cải thiện, đời sống nhân dân được tăng cao đáng kể. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của bà con người Dao quần trắng ở xã Hồng Đức đã dần ổn định hơn. Năm 2012, xã Hồng Đức đã có 222 hộ thoát nghèo. Một số gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế, văn hóa công nghiệp là sự mai một của những kiến thức văn hóa mưu sinh dân gian bản địa của người Dao quần trắng xã Hồng Đức. Do nhận thức của người dân đã dần thay đổi, họ biết lựa chọn những phương thức sản xuất mới giúp cải thiện kỹ thuật sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nên những kiến thức văn hóa dân gian về trồng trọt, sản xuất chăn nuôi, nông nghiệp lạc hậu từ xưa kia đã dần được xóa bỏ và thay thế bằng những kiến thức khoa học hiện đại. Bên cạnh đó thì vẫn lưu giữ được các giá trị văn hóa mưu sinh truyền thống có giá trị phục vụ trong đời sống hiện nay, như việc theo dõi các chuyển biến của thời tiết, khí hậu để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trong việc lao động sản xuất, tránh bị thiệt hại về cây trồng trong mùa mưa hay lũ kéo về. Phần 3.1.4 là biến đổi nguồn lực vật chất. Những năm gần đây, xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên cũng như các nơi khác trong tỉnh Tuyên Quang đang tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã trong việc thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc chú trọng đến đầu tư phát triển kinh tế thì việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng là việc được chính quyền địa phương quan tâm hàng đầu.
sống lại.
đã tạo ra được lịch sinh hoạt sản xuất ruộng nước như sau này, về thời gian và về nội dung của công việc. Thứ nhất, tháng giêng ăn Tết Nguyên Đán, dòng chọn ngày tốt để làm lễ xuống đồng trồng ngô hoa màu. Tháng 2 thì tiếp tục trồng các loại ngô và hoa màu. Trồng ngô và hoa màu này. Về tháng 3 thì trồng ngô, tràm, vun gốc, sới của ngô, hoa màu, tiến hành cày cuốc, cày bừa ruộng, gieo mạ non. Tháng 4 thì tiếp tục cày bừa ruộng, làm mương máng. Tháng 5, tháng 6 nhổ mạ, cấy, thu hoạch hoa màu. Tháng 7, tháng 8 thì là chăm sóc lúa, nhổ cỏ, bắt sâu, thu hái lâm và thổ sản. Tháng 9, tháng 10 thì thu hoạch lúa, sửa chữa nhà cửa, chuẩn bị tiến hành các nghi lễ cưới hỏi, làm trai và cấp sắc. Tháng 11 và tháng chạp thì tiến hành các nghi lễ cưới hỏi, làm trai, cấp sắc. Đây là thời gian để đồng bào nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán, dành cho thời gian thăm hỏi họ hàng và đón một mùa vụ mới. Từ khi bắt đầu cuộc sống định canh, định cư ổn định, người Dao quần trắng đã sử dụng những kinh nghiệm dân gian đã có từ trước, đúc kết và tạo dựng cho mình một quy trình sản xuất khép kín 12 tháng trong một năm, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của vùng thấp, vùng núi thấp ở Tuyên Quang. Từ lịch nông nghiệp với canh tác ruộng nước trên cho chúng ta thấy được sức sống bền bỉ và vươn lên trong mọi hoàn cảnh và môi trường sống của đồng bào dân tộc Dao quần trắng, nơi cư trú của người Dao quần trắng ở xã Hùng Đức là thuộc vùng đồi núi thấp, nên những bản của họ thường cư trú xen kẽ cùng người Tày, người Cao Lan, người Kinh và một số dân tộc thiểu số anh em khác. Ở vùng đồi núi thấp này, thuận lợi về đất đai, nước, khí hậu nên đồng bào chủ yếu làm ruộng nước và ruộng bậc thang. Ngoài ra còn có nương để trồng ngô hoặc sắn. Về chọn đất, do xen kẽ với nhiều dân tộc nên đồng bào dân tộc Dao quần trắng có cách phân đất thành nhiều loại, sử dụng đất trồng các loại cây giống như người Cao Lan ở những nơi có bãi đất hoang ven chân núi, ven các suối hay trên các sườn đồi, nên nương thì đồng bào dùng để làm ruộng nước, ruộng bậc thang vì ở đây thuận tiện cho việc tưới tiêu và dẫn nước vào ruộng. Ở những khoảng đồi trung bình, người Dao quần trắng dùng để trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả. Loại đất trên các đồi núi có độ cao hơn một chút thì họ sử dụng để trồng ngô, sắn và một số loại màu như bí, khoai lang, khoai sọ. Ngoài ra những nơi có tốc độ dốc lớn thì họ còn dùng vào việc tái sinh rừng. Về phần chọn giống, khâu chọn giống là khâu quan trọng được đồng bào Dao quần trắng rất chú trọng. Nó có tính quyết định đến năng suất vụ sau này. Đồng bào chọn hai loại lúa nếp và lúa tẻ để gieo trồng lúa nước. Việc bảo quản giống thường được người Dao quần trắng rất quan tâm, họ coi đây là khâu quyết định sản lượng và năng suất chất lượng của vụ mùa sau. Đấy, đối với lúa tẻ thì khi lúa đã trổ bông ra hạt thì người ta chọn những khoảng lúa có khả năng sẽ cho hạt mẩy, bông dài và chín đều để làm lúa giống cho vụ sau. Khi đến ngày thu hoạch, đồng bào cắt riêng khoảng lúa đã chọn này về phơi riêng. Sau khi đã phơi khô, thóc được sàng .4 là biến đổi nguồn lực vật chất. Những năm gần đây, xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên cũng như các nơi khác trong tỉnh Tuyên Quang đều tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc chú trọng đến đầu tư phát triển kinh tế thì việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng là việc được chính quyền địa phương quan tâm hàng đầu. Trước kia, do tập quán sống ở trong rừng sâu nên đường đến các thôn bản người Dao quần trắng ở xã Hùng Đức đường rất khó khăn hiểm trở. Hiện nay được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân nơi đây đã phối kết hợp với chính quyền địa phương theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, đóng góp chi phí và vật liệu để triển khai xây dựng làm đường bê tông nông thôn. Năm 2013, huyện Hàm Yên có kế hoạch bê tông hóa 80 km đường nông thôn, trong đó 6 tháng đầu năm toàn huyện đã thực hiện được 30,6 km, trong đó kế hoạch của xã Hùng Đức bê tông trên 5.000 mét đường. Ngay 6 tháng đầu năm, xã đã thực hiện được 2.120 mét. Đối với những thôn có kế hoạch đăng ký làm đường, xã đôn đốc chỉ đạo các thôn hoàn thành trong thời điểm nông nhàn, đến mùa vụ lại dừng để tập trung vào sản xuất. Kinh nghiệm làm được của xã là cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn thật nhiệt tình vào cuộc, cùng tuyên truyền và vận động bà con nhân dân tự giác chủ động làm đường, các thôn tự đăng ký thực hiện và tự ra đề ra mức thu, mức đóng góp tùy theo từng thôn. Tuy nhiên, hạn chế đến mức thấp nhất mức đóng góp bằng tiền mặt. Khi mà đặc thù của xã vẫn là khó khăn, đời sống nhân dân còn đói nghèo, các thôn sẽ không đứng ra thu tiền mà chỉ nghiệm thu vật liệu, đóng góp các phương tiện vận tải của các hộ dân như xe trâu, xe cải tiến đều được huy động giúp vật vận chuyển vật liệu, ống cống và xi măng. Thôn Xuân Đức là một trong những nơi có 100% người Dao quần trắng sinh sống, nhưng đã hoàn thành trên 500 mét, kế hoạch khá nhanh. Theo cách này, anh Trần Văn Sửu, trưởng thôn cho biết, cái hay của chúng tôi là trên 500 mét đường bê tông đã hoàn thành này, thì người dân không phải đóng một đồng tiền mặt nào, toàn bộ đều được quy ra ngày công và vật liệu do các hộ dân tự khai thác đóng góp. Nhờ vậy mà người trong thôn rất hăng hái để thực hiện công, để thi công tuyến đường để hoàn thành sớm, phục vụ cho việc đi lại của bà con trước dự kiến. Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền huyện Nam Yên, xã Hùng Đức cũng như các xã khác trong tỉnh luôn tăng cường công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi sau đầu tư, đảm bảo sản xuất đúng thời vụ, góp phần tăng năng suất cho cây trồng. Trong xây dựng nông thôn mới với tiêu chí về thủy lợi, nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian gần đây chính quyền địa phương xã Hùng Đức tích cực chỉ đạo tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp ngày công vật liệu, nhất là những người dân thuộc bộ phận người Dao quần trắng tham gia nạo vét sửa chữa các công trình chống hạn và các tuyến kênh mương nhằm đảm bảo phục vụ cho công tác tưới tiêu nông nghiệp của người dân nơi đây. Bên cạnh việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đi lại tưới tiêu,
đối với lúa nếp. Đối với lúa nếp thì người giao quần trắng giữ nguyên bông lúa, phơi khô rồi bó thành từng bó nhỏ, treo lên các bếp. Như vậy thì giống vụ sau sẽ không bị ẩm mốc, muối mọt phá hoại khi gieo trồng cây sẽ khỏe ăn. Muối mọt phá hoại này khi gieo trồng cây sẽ khỏe ăn này và phát triển đều đến mùa vụ sau. Lúc sắp gieo mạ, đồng bào mới tháo xuống để vò từng bó bằng tay rồi sấy sạch rồi để ủ và gieo. Người giao quần trắng ở xã Hùng Đức thường chọn trồng ngô vào vụ xuân hè từ tháng 3 âm lịch đến tháng 6 âm lịch. Hiện nay một số gia đình còn trồng thêm cả ngô vụ đông. Chọn ngô thì phải chọn theo kinh nghiệm dân gian truyền lại, và như ở canh tác ở đất nương rẫy, ngô vẫn được chọn những bắp to, hạt bảy đều, không bị sâu bệnh. Sau khi chọn những bắp vừa ý, đồng bào để riêng và tách lớp vỏ trên vỏ áo bên ngoài phơi nắng cho thật khô, sau đó buộc thành từng buộc khoảng 5 đến 6 bắp treo lên gác nhà hoặc lên sàn bếp. Khi nào đến vụ mùa sau mới mang xuống và tách hạt ra khỏi bắp, xử lý các công đoạn để mang đi gieo trồng. Gieo trồng trong kỹ thuật canh tác lúa nước của người giao quần trắng ở xã Hùng Đức chịu nhiều ảnh hưởng đến kỹ thuật canh tác của người Tày, nên cách gieo trồng cũng giống người Tày. Đồng bào chủ yếu trồng lúa một vụ nên vào khoảng đầu tháng 5 âm lịch, đây là thời điểm họ tiến hành cày và phơi ải chờ tháo nước. Quá trình cày ải giúp cho đất nước tăng độ màu và làm sạch cỏ ruộng, sâu bệnh, đất thoáng khí trước khi gieo trồng. Khi đất được phơi khô trắng thì họ bắt đầu dẫn nước vào ruộng và cày lại lần hai và bừa nhiều lần cho đất bở và làm nhuyễn ra ruộng để cấy. Nước chủ yếu là cấy lúa tẻ, mỗi năm đồng bào chỉ cấy một vụ, thời gian còn lại là trồng hoa màu. Giống như người Tày và người Kinh, người giao quần trắng cũng có thao tác gieo mạ trước khi cấy. Đồng bào gieo mạ trên nương, nương được cày bừa kỹ và bón lót bằng phân chuồng. Mạ được gieo dày, gieo từ đinh nương xuống cuối nương và dùng cuốc xới nhẹ để lấp thóc. Người giao quần trắng dùng giống đã chọn từ vụ trước được bảo quản cẩn thận để gieo mạ. Cách gieo mạ khá đơn giản, cũng như kỹ thuật của người Kinh và người Tày. Trước tiên, họ ngâm thóc giống với nước lã rồi đem ủ với rơm. Khi giống đã nảy mầm, họ đem thóc ra ruộng vãi, đợi đợt mạ đủ ngày thì nhổ đi cấy ở ruộng nước. Lúa được cấy ở đầu tháng 5 âm lịch, người giao quần trắng kiêng kỵ ngày bắt đầu gieo mạ và ngày cấy không được trùng với ngày mất của bố mẹ hai bên gia đình, là bố mẹ chồng hoặc là bố mẹ vợ. Vì đồng bào quan niệm tiến hành vào ngày này thì lúa mà tốt thì người sẽ bị ốm, còn người khỏe thì lúa sẽ bị bệnh và nên tránh. Phần chăm sóc thì đối với ruộng nước thì tiêu chí khai thác của người Kinh: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Với người giao quần trắng thì hệ thống tưới tiêu, thủy lợi luôn là công việc được đồng bào chú trọng hàng đầu, vì có nước mới có ruộng, mà ruộng có tốt, đủ nước mới có lúa tốt và cho năng suất cao.
mùa màng sang bội thu. Có thể nói hệ thống thủy lợi, mương máng, phai của người dao quần trắng chính là sự phản ánh những kiến thức, những kinh nghiệm dân gian đã có từ lâu đời, thể hiện thành tố văn hóa vật chất, đặc trưng bản sắc, văn hóa tộc người, bắt đầu cuộc sống định canh, định cư trong kỹ thuật trồng lúa nước. Người dao quần trắng đã biết dùng phân bón để bón cho cây. Họ dùng phân chuồng, phân xanh làm phân bón cho lúa. Ở bên cạnh việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ việc đi lại, tưới tiêu, thì việc đưa ra các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp bao gồm giống cây trồng, bao gồm các giống cây trồng này, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, máy móc, nguyên vật liệu, thiết bị dụng trong sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản, thủy lợi cũng được nhà nước quan tâm và chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện quản lý, giúp cho người dân xã Hồng Đức, trong đó chủ yếu là người dao quần trắng, có điều kiện để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển chung của nền nông nghiệp cả nước. Chúng ta tìm hiểu xong phần 3.2 là biến đổi trong các hoạt động trồng trọt chăn nuôi do nhiều yếu tố tác động đến đời sống của người dao quần trắng và khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, thì nhận thức của người dao quần trắng từ đó cũng được nâng cao hơn, nên các kiến thức dân gian và văn hóa mưu sinh truyền thống của đồng bào cũng có nhiều chuyển biến, thay đổi rõ rệt. Một số tri thức văn hóa dân gian cũng bị mai một đi do sự lưu truyền, không còn được phổ biến nhiều đến thế hệ con cháu nữa. Hiện nay, toàn xã Hồng Đức đang tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Dưới sự tuyên truyền và hướng dẫn của chính quyền địa phương, xã, người dao quần trắng đã có nhiều nét thay đổi trong nhận thức, rõ nét hơn cả là những đổi thay trong cách nghĩ, cách làm, năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Thay cho tập quán chỉ độc canh cây lúa, nhiều hộ dân trong xã đã tìm ra hướng đi cho phát triển kinh tế gia đình. Việc nuôi con gì, trồng cây gì mang lại hiệu quả kinh tế đã được bà con tính toán, lựa chọn trước khi gieo trồng, chăn nuôi để từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng bào dao quần trắng đã đoàn kết với những dân tộc anh em khác trong xã thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước đưa ra tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào thực tế cuộc sống. Những mưa rồi sao? Hình như đang mưa. Đúng không? 3.2.1 thay đổi về trồng trọt. Trước đây trồng trọt của người dao quần trắng xã Hồng Đức do đặc thù tộc người sống du canh, du cư nên hoạt động mưu sinh chủ đạo là trồng trọt trên nương rẫy. Từ đặc thù đó mà hình thành nên kinh nghiệm dân gian truyền từ đời này sang đời khác. Văn hóa mưu sinh của người dao quần trắng rất đa dạng và phong phú. Họ có rất nhiều các tín ngưỡng, nghi lễ, tục lệ trong việc trồng cấy,
chọn giống, chọn đất và tâm linh thờ cúng, cúng các vị thần để mong cầu một năm mùa màng bội thu, gia đình yên ấm. Từ những năm 1960 trở đi, đồng bào đi theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước, người da quần trắng đã dần chuyển sang cuộc sống định cư và chuyển hẳn từ canh tác nương rẫy sang canh tác ruộng nước, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Chính vì thế mà những kinh nghiệm dân gian được áp dụng và trồng trọt còn rất ít, còn sót lại các kiến thức kinh nghiệm dân gian được áp dụng, ví dụ như dự đoán thời tiết để biết mưa hay nắng, hạn, còn chuẩn bị cách ứng xử. Cái sách trong bút của anh phải bút anh nó tại anh sách gì sách gì tại về tại mẹ tại anh á ừ. Dạ dạ bên mưa to hay đóng cửa không? Kệ nó mưa to này. Chịu.
Khoan, tí nữa. Đấy, một quả. Đó. Tí nữa. Phân xanh được bón thúc khi lúa phân. Khi lúa đã đâm rễ khoảng sau khi cấy 20 ngày. Sau khi cấy 20 ngày, ngày nay khoa học phát triển thì đồng bào sử dụng phân hữu cơ và các loại phân hóa học như đạm, lân, kali để bón cho lúa. Lượng phân bón ruộng tùy thuộc vào độ màu mỡ của đất ở từng mảnh ruộng. Người gieo cồn trắng rất quan trọng việc chăm sóc cho cây lúa, nên việc bón phân và làm cỏ được họ làm rất kỹ càng. Họ làm cỏ lúa hai lần trong một vụ, lần đầu là sau khi cấy 20 ngày, lần thứ hai là khoảng 30 ngày trước khi lúa làm đồng. Họ dùng tay để dọn sạch cỏ, sau đó bón thúc bằng phân hóa học của kali, phân đạm. Khi còn trồng lúa trên nương để ngăn không cho thú rừng đến phá hoại lúa và hoa màu, thì họ đã phải đảm bảo làm rào và cử người canh gác ở trên nương khi vào những dịp chuẩn bị thu hoạch. Ngày nay họ làm ruộng ngay gần nhà nên họ sẽ làm hàng rào xung quanh để phòng gia súc, gia cầm phá hoại lúa màu. Hàng rào được làm bằng phên lúa với các cây gỗ nhỏ đóng thành khung, đóng cột để làm giá đỡ. Ngoài ra, khi tiếp cận với khoa học, ngày nay người dân còn tiến hành phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ từ 1 đến 2 lần để bảo vệ cây trồng khỏi ánh sâu bệnh, và ruộng cũng được phát quang để đảm bảo ánh sáng cho cây lúa. Do tính đặc thù của người dao quần trắng, xưa kia du canh, du cư hay tìm nơi có sông, suối và có nguồn nước thuận lợi để sinh sống, nên việc dẫn nước về ruộng đều dựa vào những kinh nghiệm dân gian vốn có, rất thuận tiện cho việc chăm sóc lúa nước. Xưa kia, đồng bào thường dùng các thân tre, thân cây tre, nứa, mai đục thủng ở các đốt thành ống, rồi dẫn nước từ khe suối về, sau đó ảnh hưởng canh tác của người Tày, người Cao Lan, người Kinh sống xung quanh họ đã biết đào mương, phai để dẫn nước về ruộng. Ngày nay, khoa học phát triển, họ còn dùng thêm ống nhựa để dẫn nước tưới tiêu, rất tiện lợi và đảm bảo độ bền. Tuy nhiên, đôi khi những mảnh ruộng của người dân không chủ động được nguồn nước, phải phụ thuộc vào lượng mưa tự nhiên mỗi năm. Vì thế, lượng mưa đôi khi chính là yếu tố quyết định năng suất vụ mùa đó. Dựa vào các kinh nghiệm tri thức dân gian, người dao quần trắng đưa vào mặt trời và một số yếu tố khác để dự báo mưa và thời tiết. Dấu hiệu nhìn mặt trời lúc sắp lặn, đồng bào có thể dự đoán rằng nếu có dáng vàng thì có gió, còn dáng đỏ thì sẽ có mưa. Hoặc dấu hiệu của loài kiến tham mồi, tha trứng ngược lên cao, hay là tha chuồn chuồn bay thấp, hay là chuồn chuồn bay thấp đầy trời, nghĩa là có sắp có mưa lớn. Khi thấy những dấu hiệu trên, dấu hiệu như thế thì biết trời sắp mưa, đồng bào sẽ yên tâm vì ruộng đồng tưới nước, cây lúa sẽ đơm bông, chịu hạt, không còn lo hạn hán nữa. Còn cách nhận biết trời nắng, lâu lâu đó là nhìn mặt trời sáng sớm ửng đỏ tròn như lòng đỏ trứng gà, nhô cao quá ngọn núi mà vẫn chưa tỏa tán thì đó sẽ là nắng lâu. Về 3.2.1 là thay đổi về trồng trọt. Trước đây, trồng trọt của người dao quần trắng xã Thùng Đức do đặc thù
đặc thù tộc người sống xung quanh, sống du canh, du cư nên hoạt động mưu sinh, chủ đạo là trồng trọt trên nương rẫy. Từ đặc thù đó mà hình thành nên kinh nghiệm dân gian truyền từ đời này qua đời khác. Tín ngưỡng nghi lễ, tục lệ trong việc trồng cây, cấy, chọn giống, chọn đất và tâm linh thờ cúng các vị thần. Từ những năm 60 trở đi, đồng bào đi theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước, người da quần trắng đã dần chuyển sang cuộc sống định cư và chuyển hẳn từ canh tác nương rẫy sang canh tác ruộng nước, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính vì thế mà những kinh nghiệm dân gian được áp dụng vào trồng trọt còn rất ít. Còn sót lại các kiến thức kinh nghiệm dân gian được áp dụng, ví dụ như đoán thời tiết, biết mưa hay nắng hạn, còn chuẩn bị cách ứng xử với cây trồng tránh thiệt hại đến năng suất cây trồng do chuyển hạn sang canh tác ruộng nước, nên các giống lúa nương truyền thống của người Dao quần trắng dần dần không được đồng bào sử dụng nữa vì cho năng suất kém. Thay vào đó, dưới sự tư vấn hỗ trợ của cán bộ khuyến nông, huyện đã hỗ trợ các xã, thị trấn, vùng nông thôn, đồng bào đã được lựa chọn thành hai loại giống lúa lai và lúa thuần mới ít bị sâu bệnh, không mất thời gian chăm bón nhiều mà lại còn cho năng suất sản lượng cao như giống lúa lai có tạp giao 1, nhị ưu 838, LC25, LC212, Nam Dương 99. Các giống lúa thuần như là KM18, BC15, TBR45, N97, EZ. N97 này, EZ 352 và các nhóm cây chất lượng HT1, Bắc Thơm số 7, HT6 và QR1. Người Dao quần trắng xã Hùng Đức trồng lúa vụ xuân và vụ đông trồng ngô, lạc, đậu tương, khoai lang. Những giống cây hoa màu này hiện áp dụng khoa học kỹ thuật nên cũng được thay thế bằng những loại giống mới cho khả năng sinh trưởng ngắn mà lại đạt năng suất cao hơn. Giống ngô hiện nay được đồng bào sử dụng để gieo trồng đó là giống ngô lai DK999. Việc thu hoạch sản lượng ngô, khoai lang mỗi vụ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của người Dao quần trắng. Bên cạnh việc trồng ngô, khoai lang, đồng bào còn trồng đậu tương, lạc, rau, các loại để phục vụ cho nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân sinh hoạt trong ngày.
keep saying.